Lê Nhật. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay shop sẽ giới thiệu mọi người mẫu mặt nạ hacker. Shop về rất là nhiều hàng ha. Đây. Rồi, mà shop sẽ review cho mọi người xem. Đây. Mặt nạ đây mọi người. Khi về mọi người sẽ nhận hàng được như thế này ha. Có dây đeo. Đó. Rất là nhiều hàng. Với chỉ 15.000 thôi, mọi người mua nhiều thì được sẽ được miễn phí ship nha. Mặt nạ hacker này mấy bạn nam rất là ưa chuộng luôn nha. Mọi người đeo vào chơi Halloween hoặc là hóa trang thành nhân vật hacker. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mặc mẫu cho mọi người xem nha. Với mặt nạ hacker này, chúng ta phải cần thêm một cái áo khoác có trùm đầu thì nó mới bao ngầu nha mọi người. Rồi mình thử cho mọi người xem. Rồi, lấy nhạc.